Thưa quý vị và các bạn, đưa thị xã Hồng Lĩnh lên đô thị loại 3 là một trong những mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân, bộ mặt đô thị Hồng Lĩnh đã có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn thị xã đã có 37 tiêu chí hoàn thành, 22 tiêu chí còn lại đang được Đảng bộ và nhân dân dồn sức phấn đấu với quyết tâm đạt chuẩn đô thị loại 3 trước năm 2020. Với sự đồng lòng của nhân dân, những con đường trong tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh đang dần khoác lên mình màu áo mới. Khang trang, sạch đẹp là điều rất dễ để cảm nhận. Hệ thống điện được lắp mới, cống rãnh thoát nước được mở rộng, lòng lề đường được đổ bê tông theo đúng quy chuẩn. Thành công của phong trào chỉnh trang đô thị tại khu vực tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu xuất phát từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự đồng tình ủng hộ của người dân. Qua về phương pháp làm thì cũng là họp họp dân. Nói chung là họp đi họp lại 3-4 lần để thống nhất. Thì khi dân dân đã thống nhất và đồng thuận thì họ tập trung và hưởng ứng làm. Còn có những gia đình và đặc biệt khó khăn, gia đi vắng, vườn chủ vắng vườn hoặc là đi vắng thì chúng tôi cũng bàn thảo luận trong tổ là ủng hộ đóng góp, rồi thì điện thoại cho các hộ là gửi tiền về để cùng xây dựng quê hương. Một trong những chủ trương đã và đang được phường Đậu Liêu cũng như các phường khác trong toàn thị xã Hồng Lĩnh triển khai hiệu quả, đó là vận động người dân và các nhà hảo tâm tham gia đóng góp vào công tác chỉnh trang đô thị. Có được sự đồng thuận này là nhờ cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động. Trong năm 2017, phường Đậu Liêu đã xây dựng, chỉnh trang và nâng cấp được hơn 3 km đường với trị giá 7,2 tỷ đồng. Năm 2018, các tổ dân phố đã đăng ký xây dựng chỉnh trang 11 tuyến với tổng giá trị 6,2 tỷ đồng. Với cái cơ chế hỗ trợ thì của tỉnh và thị xã là hỗ trợ 50%. Còn lại 50% thì nhân dân đóng góp xã hội hóa của nhân dân. Bao gồm thì ngày công rồi là vật liệu rồi thì cơ sở vật chất để thực hiện cái đường chỉnh trang này. Và hiện bây giờ thì 2018 này nhân dân rất tự giác và rất đồng tình. Chúng tôi cũng đang phấn đấu để phủ kín cái đường chỉnh trang đến địa bàn toàn phường. Theo thống kê, 4 tháng đầu năm 2018, thị xã Hồng Lĩnh đã xây mới hơn 7 km đường giao thông khu dân cư và trục phố, 12 km mương thoát nước, gần 4 km đường điện chiếu sáng công cộng ở các trục đường chính, nâng tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng lên 94%. Ngoài ra còn hoàn thiện được gần 9 km đường điện chiếu sáng khu dân cư, ngõ xóm. Các công trình về giáo dục, văn hóa được xây mới và hoàn thiện. Kiến trúc, cảnh quan đô thị đã có bước phát triển theo hướng xanh sạch đẹp. Trong 4 tháng, các phường xã ở thị xã Hồng Lĩnh đã trồng mới gần 2.000 cây xanh, góp phần đưa tiêu chí cây xanh công cộng nội thị đạt gần 3 mét vuông mỗi người, tăng 7,5%. Việc thu gom rác thải, bảo vệ cảnh quan môi trường cũng đã được quan tâm. Để phục vụ tốt cái tiêu chí đạt đô thị loại 3 thì trong đó có cái việc quản lý vận hành các cái hệ thống thu gom nước thải và hồ điều hòa. Thì công ty cũng đang thực hiện theo đúng cái yêu cầu là đảm bảo nước thải ra ngoài địa bàn là phải đạt nước thải loại B, hình thành được thì bãi tập kết rác thải xây dựng trên địa bàn tại phường Nam Hồng. Cùng với việc chỉnh trang đô thị thì việc thu hút đầu tư cũng đã được cấp ủy chính quyền quan tâm. Thời gian qua, nhiều dự án đã được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động. Đây là một trong những dự án đang mở ra hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Với sự đầu tư bài bản, cách quản lý khoa học, chợ La Giang đã trở thành nhà phân phối nông sản, thực phẩm chính của khu vực Bắc Hà Tĩnh và Nghệ An và đang hướng tới mục tiêu trở thành sàn giao dịch, đầu mối cung cấp nông sản, thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. Cái mặt vị trí địa lý và cái mặt giao thông thì có thể là hình thành một cái chuỗi thương mại để đi ra các khu vực, lan tỏa ra các khu vực và từ các cái khu vực có thể tập trung về đây để đưa cái sản phẩm dịch vụ. Chúng ta không nói đến những cái sản phẩm khác mà chúng ta đang nói đến những cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày và những cái thiết yếu hàng ngày. Thì ở đây thì là
có thể kết nối được cái chỗ như thế thì Hồng Lĩnh sẽ trở thành một tiểu thành phố Vinh. Đấy, một tiểu Trà Vinh ở đây. Thì cái tiểu Trà Vinh này nó sẽ lan tỏa ra, bởi vì có thể là từ các cái hộ kinh doanh này họ có thể là phân phối ra các hàng tiêu dùng, thì cùng với sàn kinh doanh của cái giao dịch này thì có thể là trở thành một cái nơi cung cấp cho cái khu vực Bắc miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Ngoài các cơ chế chính sách đặc thù thì sự thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông cũng đã tạo cho thị xã Hồng Lĩnh những sức hấp dẫn riêng đối với nhà đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, vận tải. Sau gần 2 năm tiến hành hội nghị xúc tiến đầu tư, trên 60% dự án đăng ký đã được hiện thực hóa trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp vận tải, cho nên cái đầu tiên là tôi nhìn để mà đầu tư là vẫn là nó là được cái giao thông thuận lợi. Cả cái tuyến quốc lộ nối liền với quốc lộ 8, Lào, Thái Lan, chính quyền từ trên đến dưới thì đều là tạo điều kiện hết sức. Mọi cái thủ tục hành chính, chúng tôi đi đến cơ quan hành chính nào thì các cái cơ phòng ban đều tạo điều kiện để chúng tôi đi vào hoạt làm được cái thủ tục nhanh, gọn. Bên cạnh những lợi thế so sánh về giao thông, vị trí địa lý, thì một trong những bất lợi hiện nay của thị xã Hồng Lĩnh đó là địa bàn hẹp, quy mô dân số nhỏ. Với khoảng 5 vạn dân sinh sống, đồng nghĩa thị trường sẽ chưa đủ lớn để hấp dẫn các nhà đầu tư thương mại. Từ thực tế này, Hồng Lĩnh đang tập trung ưu tiên mời gọi, xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp dệt may, da giày, phấn đấu để Bộ Công Thương đưa thị xã Hồng Lĩnh vào quy hoạch là một trong những trung tâm sản xuất da giày của cả nước trong giai đoạn tới đây. Theo tính toán, một khu công nghiệp như da giày đi vào hoạt động sẽ thu hút từ 1 đến 1,5 vạn lao động, đồng nghĩa dân số trên địa bàn sẽ tăng lên 6 đến 7 vạn. Điều này không chỉ góp phần mở rộng thị trường, tạo nên sự sôi động trong các hoạt động kinh tế xã hội, mà còn tạo điều kiện để Hồng Lĩnh hội đủ các tiêu chí trở thành đô thị loại 3. Nhóm dân số này thì anh em xác định là không thể xây dựng riêng từng tiêu chí được, mà cái nhóm cái tiêu chí này ấy, là phụ thuộc vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Đó là phát triển cả là hạ tầng, phát triển cả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển cả cái doanh nghiệp đầu tư địa bàn để đáp ứng được điều kiện sống của người dân. Thì như vậy sẽ hút được cái lượng là dân số cơ học. Thì như vậy cái nhóm này thuộc với cái nhóm là toàn diện phát triển kinh tế xã hội rồi hạ tầng kỹ thuật vân vân thì mới đạt được cái 6 cái tiêu chí này đến năm 2020. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay thị xã Hồng Lĩnh đã đạt 37 trong tổng số 59 tiêu chí đô thị loại 3. Đáng chú ý, kinh tế có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ. Đến nay Hồng Lĩnh đã hoàn thành quy hoạch phân khu 1/2000 cho 100% phường xã, đã thành lập 3 cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp làng nghề Trung Lương, cụm công nghiệp Nam Hồng, cụm công nghiệp Cổng Khánh 1. Về hạ tầng du lịch, đã quy hoạch khu công viên trung tâm, khu du lịch sinh thái Suối Tiên, khu vực Chùa Đại Hùng, núi Bạch Ti, hồ Đá Bạc, sông Minh. Trong số 22 tiêu chí còn lại, thì nhóm các tiêu chí về dân số, hệ thống công trình hạ tầng đô thị, hệ thống công trình về văn hóa thể thao là nhóm cần phải tập trung cao, bởi đây là những tiêu chí quan trọng khi đánh giá mức độ phát triển đô thị, đồng thời cũng là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của các tiêu chí khác. Với những kết quả đạt được, thị xã Hồng Lĩnh đang vững vàng trên hành trình thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ 6 đã đề ra và hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 3 trước năm 2020. Chuyên mục Tầm nhìn đô thị hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.